Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nấm Ngon Việt nha. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để giới thiệu với mọi người về ý nghĩa của logo thương hiệu Nấm Ngon Việt. Thì logo hiện giờ không chỉ là một hình ảnh hay là một biểu tượng mang tính giải trí nữa, mà nó còn đại diện cho cả một ý nghĩa của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức nào đó. Rồi thì bây giờ không để cho mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ em sẽ giới thiệu với mọi người mọi ý nghĩa cũng như là mọi điều mà Nấm Ngon Việt cũng truyền tải qua logo của mình ha. Thì đây đang hiển thị trên màn hình, đây chính là logo của công ty Nấm Ngon Việt nha mọi người. Thì mời mọi người xem qua tổng thể một chút nha. Đầu tiên chính là tên thương hiệu Nấm Ngon Việt, luôn thể hiện cho giá trị cốt lõi của công ty, đó là nấm Việt cho người Việt. Logo có biểu tượng đặc trưng là cây nấm thì thể hiện cho mục tiêu của công ty hướng tới, đó chính là cây nấm luôn là số 1. Màu xanh chủ đạo của logo thể hiện niềm tin và hy vọng của công ty. Chiếc lá màu xanh là biểu trưng cho sản phẩm luôn thân thiện với môi trường. Ký hiệu chữ R, Recyclers, là hàm ý rằng là sản phẩm của công ty là sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ với các cơ quan nhà nước. Những hạt hình tròn là đặc điểm nhận biết cây nấm ăn được. Thân nấm có màu nâu đất luôn thể hiện cho sự vất vả của người làm nông dân. Màu trắng xung quanh và bên trong thân nấm luôn thể hiện cho sự chân chất và tinh khôi giản dị của người trồng nấm. Hy vọng qua video vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho mọi người hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa cũng như là những tâm tư tình cảm mà Nấm Ngon Việt muốn gửi gắm thông qua logo của thương hiệu công ty. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video vừa rồi, cũng như là cảm ơn tất cả các quý khách hàng, quý đối tác đã ủng hộ và sử dụng sản phẩm của Nấm Ngon Việt trong khoảng thời gian vừa qua. Mọi người có thắc mắc hay ý kiến đóng góp gì thì hãy liên hệ với Nấm Ngon Việt qua thông tin liên hệ em đã để ở dưới phần mô tả của video này rồi. Thì Nấm Ngon Việt chúng em xin sẵn lòng chào đón tất cả mọi người cùng nhau hợp tác để đưa ngành nấm Việt Nam phát triển và vươn xa hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người.